thì em sẽ chia thành hai phần là những triệu chứng trực tiếp của máu bị cộng ra ngoài và phần triệu chứng do tình trạng thiếu máu ạ. Thứ nhất, em xin trình bày về những triệu chứng trực tiếp của máu bị cộng ra ngoài thì là có nôn ra máu, đi ngoài ra máu và đi ngoài phân đen ạ. Về nôn ra máu thì số lượng nó chắc chắn là xuất hiện tiêu hóa trên và số lượng ít hoặc nhiều, một hoặc nhiều lần trong ngày. Về tính chất của máu thì máu có thể là đỏ tươi, đỏ bầm, nâu đen như bã cà phê, có cục lõm lượng thức ăn do tác động của các HCL vaccine và máu tạo thành hematin ạ. Về tiêu đi ngoài phân đen thì nó có thể là vừa là xuất tiết tiêu hóa trên vừa là xuất tiết tiêu hóa dưới, nhưng phần lớn là xuất tiết tiêu hóa trên ạ. Về tính chất của máu, phân đen dính và có mùi đặc trưng, thường xuất huyết tiêu hóa trên với lượng 200 đến 400 ml sẽ gây tiêu phân đen giống như hắc ín. Tiêu phân đen có thể xảy ra đơn độc hoặc sau khi nôn máu đồng thời với nôn ra máu. Về tiêu máu đi ngoài ra máu tươi, đối với xuất huyết tiêu hóa trên hầu như chỉ là chiếm khoảng 10% là xuất huyết tiêu hóa trên đi ngoài ra máu tươi ạ. Khi tiêu máu đỏ thì nó phải đi xuất huyết tiêu hóa trên đi kèm với huyết đồng không ổn định và dung tích không cao giảm. Tính chất của máu thì máu có màu đỏ tươi, lượng ít hoặc nhiều, một hoặc nhiều lần trong ngày. Và xuất huyết tiêu hóa trên thì thường do khi tổn thương ở đường tiêu hóa trên vật chảy máu quá nhiều không ở lại trong ruột đủ lâu nên là không thành phân đen ạ. Tiếp theo là phần triệu chứng của mất máu. Về triệu chứng của mất máu thì em chia thành triệu chứng mất máu cấp tính và triệu chứng mất máu mãn tính. Về triệu chứng mất máu cấp tính thì gồm có chảy máu nhẹ và chảy máu trung bình nặng. Về chảy máu nhẹ thì bệnh nhân chỉ thấy mệt mỏi nhẹ, chóng mặt, mạch và huyết áp ít ảnh hưởng. Còn về phần chảy máu trung bình và nặng, về da niêm thì da lành, mạc nhợt trắng bệch, mạch thì nhanh nhẹ khó bắt, huyết áp giảm thở nhanh và nôn tiểu nhiều hoặc vô niệu và có tình trạng trí giác tỉnh mệt li bi hoặc vật vã. Đây là cho em là có ba bảng đánh giá mức độ xuất huyết tiêu hóa thì em cũng không chắc là bảng nào đúng nên là em đã đưa ra cả ba bảng. Thứ nhất là có bảng phân độ mức máu cấp theo Hội Ngoại khoa Hoa Kỳ. Bảng hai là bảng của tài liệu của môn nội trường Đại học Tây Nguyên và bảng thứ ba là điều trị nội khoa của Y Phạm Ngọc Thạch 2020 ạ. Em cũng nhờ anh chị cho em biết là cái nào sử dụng được. Tiếp theo là triệu chứng của mất máu mãn tính. Bệnh nhân không có biểu hiện rõ rệt như là mệt mỏi, chóng mặt do thiếu oxy lên não. Tiếp theo là da niêm xanh xao, nhịp tim hơi nhanh do lượng máu giảm, do hụt mồ hôi, thâm sắc xanh xao nhợt nhạt. Nếu như tiếp tục một bệnh nhân có những biểu hiện trên mà không phát hiện nguyên nhân ngoài da thì nghĩ đến nguyên nhân chảy máu rỉ rạ trong ống tiêu hóa. Chảy máu ở mức khi được phát hiện do có biểu hiện của chảy máu kiểu sắc hoặc thử nghiệm trên máu ở trong phân dương tính. Tiếp theo là bảng so sánh xuất huyết tiêu hóa trên và dưới. Về phân xuất huyết tiêu hóa trên thì khi hấp stress trở lên, phân xuất huyết tiêu hóa dưới khi hấp trở xuống. Về triệu chứng thực thể thì xuất huyết tiêu hóa trên thì sẽ có nôn ra máu, trong khi xuất huyết tiêu hóa dưới thì không có. Xuất huyết tiêu hóa trên và cả dưới đều có đi tiêu ra máu và đi ngoài phân đen ạ. Về triệu chứng cơ năng của xuất huyết tiêu hóa trên thì gồm có đau âm ỉ không thường vị, nặng rắc hôn sâu xương ức, nôn buồn nôn ở chua. Và đây là bảng tóm tắt của tụi em ạ. Đây các triệu chứng hay gặp và phân biệt giữa xuất huyết tiêu hóa trên và xuất huyết tiêu hóa dưới. Em xin kết thúc phần trình bày về phần triệu chứng của mình ạ. Em xin mời anh chị tiếp theo về phần trình bày phần chẩn đoán. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ.
Em xin mời chị tiếp theo trên đây phần chẩn đoán ạ. Bạn nào nhanh đi bạn ha, đến lúc bạn nào nhanh nữa ha. Alo, ủa đâu rồi các bạn ơi? Alo, dạ nói mấy mấy anh chị đang gặp một chút xíu trục trặc á, mong mọi người thông cảm mà. Dạ. ok. Dạ, xin cảm ơn.
Dạ mọi người đã thấy slide chưa ạ? Ok mời. Dạ thấy rồi. Dạ dạ. Em xin lỗi mọi người vì kiểu nhóm đang gặp trục trặc cái ai cũng không lên được á. Dạ em là Thảo Duyên học lớp IK18A1. Sau đây em xin thay mặt các bạn Y4 trong nhóm tiêu hóa để trình bày phần chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa trên do loét dạ dày tá tràng ạ. Về chẩn đoán thì có chẩn đoán xác định, chẩn đoán mức độ, chẩn đoán nguyên nhân, chẩn đoán phân biệt và chẩn đoán biến chứng ạ. Thứ nhất là chẩn đoán xác định, lâm sàng có nôn ra máu, đi cầu phân đen, triệu chứng của mất máu hoặc thiếu máu. Nôn ra máu thì có chất nôn màu tươi, màu bầm hoặc là máu cục lẫn với thức ăn. Đi cầu phân đen thì có tính chất đen như bã cà phê, nhựa đường, đen bóng hoặc và có mùi khắm. Chảy máu nhiều tạo thành phân loãng và màu đỏ xen lẫn với máu lộn nhộn. Chảy máu ít, phân màu đen giống nhựa đường. Cận lâm sàng thì có công thức máu bilirubin nội soi tiêu hóa trên. Công thức máu thì có hồng cầu HCT giảm, HCL tăng nhẹ do tình trạng mất máu nên kích thích tủy xương tăng sản xuất HCL. Tiểu cầu bình thường hoặc giảm, bạch cầu thì tăng bé hơn hoặc bằng 15.000 tế bào trên milimét khối. Bilirubin có thể tăng. Nội soi tiêu hóa trên để xác định vị trí xuất huyết, xử lý cầm máu qua nội soi, tiên lượng nguy cơ chảy máu tái phát, tử vong. Có bạn Forest để áp dụng cho loét dạ dày tá tràng và không áp dụng cho các nguyên nhân khác. Công thức máu thì nhanh, dễ làm được, có kết quả ngay, phản ứng thường được, thực lượng máu mất. Và sau 6 giờ bệnh nhân chảy máu thì lúc này HCT mới biến đổi. Nội soi càng sớm thì bệnh nhân hello, sẽ... Hello. Dạ chị ơi, hình như mất slide rồi. Slide rồi. Thấy lại chưa ạ? Vẫn chưa. Dạ vẫn chưa. À, rồi em thấy rồi. Hiện lên lại chưa ạ? Dạ thấy rồi. Dạ rồi. Chẩn đoán mức độ thì có chia thành 3 độ, độ nhẹ, vừa và nặng theo phân độ cấp mất máu cấp theo điều trị của cuốn điều trị nội khoa y Phạm Ngọc Thạch năm 2020. Chẩn đoán về các mức độ nhẹ, vừa, nặng theo lượng máu mất, tổng trạng, gian niêm, HCT và sinh niệu như mọi người thấy trên bảng. Ngoài ra thì có phân độ mất máu cấp theo Hội Ngoại khoa Hoa Kỳ thì chia làm 4 độ. Được phân độ dựa vào lượng máu mất, phần trăm thể tích máu mất, mạch, huyết áp, nhịp thở, nước tiểu và tri giác. Mọi người có thể theo dõi trên bảng. Ngoài ra phân độ mất máu theo tài liệu bộ môn nội trường Đại học Tây Nguyên dựa vào theo 3 độ nhẹ, vừa, nặng theo
dựa vào lượng máu mất, huyết áp, mạch và thần kinh. Dựa vào cận lâm sàng thì có mất máu nhẹ, trung bình, nặng. Dựa vào hồng cầu HCT, HB, chẩn đoán nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa trên do loét dạ dày tá tràng là nguyên nhân thường gặp nhất. Triệu chứng đau không điển hình chủ yếu là đau thượng vị, đau ít hoặc không đau. Tiền sử loét dạ dày tá tràng, đau gồm có đau thượng vị, ở hơi, ở chua, tái phát hàng đợt. Chẩn đoán phân biệt với chảy máu cam, xuất huyết tiêu hóa dưới, ho ra máu, tiêu phân đen do thuốc, sắt hoặc than hoạt. Và thức ăn có huyết như tiết canh hoặc là do táo bón. Về đánh giá nguy cơ chảy máu tái phát và tử vong qua nội soi thì chúng ta phân loại theo Forest. Bảng phân loại Forest thì số liệu khi không có cầm máu qua nội soi gồm có nguy cơ cao và nguy cơ thấp. Nguy cơ cao gồm xuất huyết cấp, xuất huyết mới xảy ra gần đây. Nguy cơ thấp gồm có xuất huyết mới xảy ra gần đây và không có xuất huyết. Chia thành các mức độ 1A. Máu phun với hình ảnh trên nội soi là máu phun thành tia. Độ 1B rỉ máu. Độ 2A có mạch máu nhưng không chảy máu. Độ 2B có cục máu đông. 2C là có cặn đen. Và độ 3 đáy sạch. Về chảy máu tái phát và tỷ lệ tử vong thì số lượng phần trăm mọi người có thể xem trên bảng ạ. Đây là hình ảnh về xuất huyết tiêu hóa trên mức độ 1A và mức độ 1B. 1A thì máu bắn thành tia, khả năng tái xuất huyết là 85 đến 100. Mất slide rồi ha. Dạ không biết do cái gì để em lấy lại. Thấy lại chưa ạ? Rồi ok. Dạ, khả năng tái xuất huyết của độ 1A là 85 đến 100%. Còn Forest độ 1B là máu chảy rỉ rả, khả năng xuất huyết là 10 đến 27%. Xuất huyết tiêu hóa độ 2A và 2B là mọi người có thể theo dõi trên ảnh. Độ 2A thì lộ mạch máu nhưng không nhìn thấy máu chảy, còn độ 2B thì cục máu đông kết dính và khả năng tái xuất huyết là 30 đến 35%. Đây là hình ảnh xuất huyết tiêu hóa trên độ 2B. Độ 2C thì có cặn đen kết tụ hematin trên nền ổ loét, khả năng tái xuất huyết là 8%. Độ 3 thì đáy ổ loét sạch phủ fibrin. Hình 2 là không có dấu hiệu xuất huyết đang hoạt động. Hình 1 thì bên cạnh giả mạc có máu chảy rỉ rả. Về chẩn đoán biến chứng thì chẩn đoán với thủng ổ loét, loét lâu năm tạo sơ, sẹo dẫn đến hẹp môn vị và cần can thiệp ngoại khoa. Dạ, phần trình bày của em chẩn đoán đến đây là hết ạ. Sau đây sẽ là phần Trình chiếu dùng Vi luôn nha, máy tính Vi không lên á. Okay. Sau đây bạn Vi sẽ chẩn đoán trình bày cho mọi người phần điều trị. Dạ, em chào các anh chị và các bạn ạ. Mình là Yến Vi, mình xin được trình bày tiếp phần tiếp theo của chuyên đề ngày hôm nay ạ, là phần điều trị xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng. Không biết mọi người có nghe rõ không ạ?
Nghe rõ. Cũng mong mọi người thông cảm lắng nghe ạ, tại xung quanh nhà em đang hơi ồn một xíu ạ. Duyên ơi, chuyển slide giùm mình đi. Thấy slide để điều trị chưa Vy? Thấy thấy rồi, chuyển qua slide tiếp theo đi ạ. Đầu tiên là phần nguyên tắc điều trị, thì về điều trị nội khoa thì ta sẽ có cái phần chung là hồi sức chung và hoàn thành tích tuần hoàn, điều trị cầm máu theo nguyên nhân ạ. Trong trường hợp điều trị nội khoa thất bại thì ta sẽ có các xem xét để chỉ định ngoại khoa. Về hồi sức chung thì ta nên cho bệnh nhân nằm đầu thấp để tránh trường hợp thiếu máu, thiếu oxy lên não. Cho bệnh nhân thở oxy mũi từ 3 đến 5 lít để tránh thiếu oxy lên não. Tạm thời cho bệnh nhân nhịn ăn uống để thuận tiện cho việc có thể nội soi sớm nhất. Thứ hai là bồi hoàn thể tích tuần hoàn. Ta nên thiết lập đường truyền tĩnh mạch sớm và nên thiết lập từ hai đường truyền nên thiết lập hai đường truyền tĩnh mạch, sử dụng các dung dịch đặc trưng như natri clorua 0,9% trên galactate hoặc là glucozơ 5%. Không nên sử dụng các dung dịch ưu trương như glucozơ 10 đến 30% vì có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận cấp, nguy cơ tử vong. Và trong trường hợp xuất huyết tiêu hóa nặng thì có thể sử dụng máu. Tốc độ dịch truyền thì thay đổi tùy trường hợp nhằm giữ vững sinh hiệu. Không nên nâng huyết áp tối đa lên quá cao 140 mm thủy ngân vì có thể dễ gây xuất huyết, chảy máu tái phát. Và đặc biệt cũng nên thận trọng ở các bệnh nhân bị tăng huyết áp, suy tim, suy thận mạn và thiếu máu mạn. Trong trường hợp đó thì ta nên theo dõi huyết áp của bệnh nhân bằng cách monitor. Và chỉ định truyền máu thì ta ưu tiên truyền hồng cầu lắng hơn là máu toàn phần để có thể giảm thiểu tai biến. Ta nên có cái chỉ định truyền máu khi mà xuất huyết tiêu hóa ở mức độ nặng thì ta nên truyền máu ngay mà không cần chờ kết quả huyết học ạ. Dựa trên lâm sàng thì ta có thể biết được bệnh nhân đã bị xuất huyết ở mức độ nặng như là bệnh nhân bị chân tay lạnh, vã mồ hôi, bứt rứt vật vã, huyết áp tụt hoặc kẹt, mạch nhanh nhỏ khó bắt, thì trong những trường hợp này ta nên cho chỉ định truyền máu ngay mà không chờ kết quả huyết học. Trong nếu HB của bệnh nhân bé hơn 7 gram trên lít ở những người có nguy cơ thấp ở những người có nguy cơ thấp thì nên có chỉ định truyền máu, hoặc những người HB bé hơn 9 gram trên lít ở người có nguy cơ cao như là những người lớn hơn 65 tuổi có tiền sử về bệnh mạch vành, cũng không nên nâng HB lên quá 10 gram trên lít, có thể tăng nguy cơ tử vong ạ. Nên giữ HB ở mức từ 9 đến 10 ạ. Ta có chỉ định truyền máu cho đến khi mạch và huyết áp ổn định, không còn sốc, hết dấu hiệu thiếu oxy não ạ. Khi HCT lớn hơn hoặc bằng 20%, hồng cầu lớn hơn hoặc bằng 2 triệu. Với những người có bệnh lý tim mạch và lớn tuổi thì nên nâng mức HCT lên hoặc lớn hơn hoặc bằng 25%, hồng cầu lớn hơn hoặc bằng 2,5 triệu. Ngoài ra thì trong các trường hợp bệnh nhân có các bệnh lý về rối loạn đông máu thì nên có các chỉ định về truyền như là truyền huyết tương tươi đông lạnh. Trong trường hợp là fibrinogen bé hơn 1 gram trên lít hoặc NR lớn hơn 1,5 với liều là 10 đến 15 ml trên kg. Tốc độ truyền ở người có nguy cơ quá tải, ví dụ như những người già, những người bị bệnh tim mạch là 1 ml trên kg trên giờ. Có chỉ định truyền tiểu cầu khi tiểu cầu bé hơn 50 mm khối và bệnh nhân đang xuất huyết tiến triển. Về phần điều trị cầm máu theo nguyên nhân do xuất huyết, xuất huyết tiêu hóa trên do loét dạ dày tá tràng thì ta sẽ có cái phần là nội soi, sử dụng thuốc, can thiệp mạch và ngoại khoa. Cái phương pháp can thiệp mạch là một phương pháp mới, nó chưa được ứng dụng rộng rãi lắm hiện nay và nó cũng khá là đắt tiền. Đầu tiên là các phương pháp cầm máu qua nội soi thì ta sẽ có các phương pháp là chích cầm máu, sử dụng nhiệt cơ học và phun bột cầm máu. Đây là hình ảnh cầm máu nội soi bằng tia laser. Tia laser sẽ cầm máu bằng đông protein làm biến đổi collagen, tạo thành cục máu đông và làm co mạch. Đây là hình ảnh cầm máu bằng ống nhiệt ạ. Trong ống nội soi mềm trên đầu ống sẽ có cái đầu bằng nhiệt, nó dùng làm
khô cháy các mô, làm co mạch và tạo huyết khối để cầm máu. Mắt nội soi tiếp theo đó là tiêm chất cầm máu ạ, tiêm adrenaline hòa loãng 1/10.000 vào vùng quanh ổ để làm co mạch. Một phương pháp nội soi nữa đó là dùng các kẹp kim loại để kẹp cầm máu. Đây là hình ảnh của tiêm chất cầm máu. Tiếp theo là đây là hình ảnh của dùng kẹp để cầm máu. Sau khi kẹp xong thì nó sẽ có những hình như vậy. Tiếp theo là việc sử dụng thuốc trong điều trị cầm máu. Đó là trong trường hợp này thì người ta thường sử dụng PPI là thuốc ức chế bơm proton. Để hiểu được lý do tại sao người ta dùng thuốc này thì ta sẽ tìm hiểu việc ảnh hưởng của axit trong cầm máu. Đặc biệt trong đường tiêu hóa trong dạ dày thì môi trường rất là toan, môi trường axit thì nó sẽ cản trở quá trình hình thành cục máu đông. Nó làm thúc đẩy quá trình tiêu hủy cục máu đông và làm suy yếu hàng rào bảo vệ chất nhầy, rào chắn bicarbonate, làm ảnh hưởng tới quá trình cầm máu. Cho nên trong những trường hợp này ta sẽ dùng thuốc PPI để nâng cái độ pH của dạ dày lên. Ưu tiên sử dụng PPI truyền tĩnh mạch. Cái loại PPI mình có thể dùng là esomeprazole, omeprazole, pantoprazole. Về hiệu quả của ba loại này thì không có sự khác biệt nhiều. Về liều thì dùng liều 80mg thêm 8mg trên giờ trong vòng 72 giờ. Sau khi có kết quả nội soi thì có thể chỉnh lại liều cho thích hợp. Lại máu thì điều trị theo phác đồ loét dạ dày tá tràng tùy theo nguyên nhân và vị trí ổ loét. Tùy theo nguyên nhân, ví dụ như do HP hay là do NSAID, thì ta có thể điều trị theo phác đồ của loét dạ dày tá tràng. Nếu trong trường hợp các điều trị nội khoa thất bại thì ta sẽ xem xét các chỉ định ngoại khoa. Trong các trường hợp như là nếu nội soi thấy chảy máu thành tim mà không có kẹp cầm máu kèm theo thủng tạng rỗng, không nội soi và can thiệp mạch không thành công. Các chỉ định tương đối của ngoại khoa đó là bệnh nhân có nhóm máu hiếm, bệnh nhân lớn tuổi không chịu được các đợt hồi sức kéo dài, bồi hoàn lớn và có phức tạp của huyết áp. Trong trường hợp nếu mà chảy máu tái phát thì ta sẽ tiếp tục hồi sức nội khoa. Nội soi lần 2 điều trị cầm máu được xem đầu tiên. Nếu xuất huyết tiến diễn hoặc tái phát sau khi nội soi lần 2, có thể tiến hành can thiệp mạch hoặc phẫu thuật. Tuy nhiên thì các phương pháp can thiệp mạch ít xâm lấn hơn phẫu thuật nên được xem xét trước. Về chiến lược điều trị dựa trên đánh giá Forex, thì ở những người có Forex thuộc độ 1A, 1B, 2A, 2B là những nhóm có nguy cơ tái xuất huyết cao thì ta nên điều trị nội soi cộng thêm dùng PPI tĩnh mạch liều cao bolus cộng truyền tĩnh mạch trong 72 giờ hoặc là điều trị nội soi cộng thêm PPI tĩnh mạch liều thấp ngắt quãng mỗi 12 giờ. Đối với trường hợp Forex độ 2C, độ 3 là những trường hợp có nguy cơ thấp thì không điều trị nội soi mà dùng PPI đường uống. Về biện pháp để dự phòng thì ta phải điều trị xuất huyết tiêu hóa trên do loét dạ dày tá tràng, đủ liều kháng sinh phối hợp 10 ngày và giảm tiết axit đủ thời gian 6 đến 8 tuần. Nên giải thích cho bệnh nhân và người thân cách phòng xuất huyết tiêu hóa trên tái phát như là khống chế các yếu tố thuận lợi gây xuất huyết tiêu hóa như là phải giảm uống rượu bia, tránh các stress, không dùng các kháng viêm, không steroid, tránh dùng corticoid, ăn uống điều độ và đúng thời gian. Tăng cường giáo dục sức khỏe tại cộng đồng, các buổi nói chuyện về các yếu tố nguy cơ trong bệnh loét dạ dày tá tràng, bệnh xuất huyết tiêu hóa trên tại các tổ chức hội phụ nữ hơn người cao tuổi của các làng xã. Dạ, em xin được kết thúc phần điều trị xuất huyết tiêu hóa trên do loét dạ dày tá tràng ạ. Và trước khi kết thúc chuyên đề thì em có một vài câu hỏi để củng cố lại bài học ạ. Trong trường hợp người bệnh nữ 67 tuổi có tiền sử nhồi máu cơ tim đã đặt stent cách 3 tháng vào viện về xuất huyết tiêu hóa trên do loét dạ dày tá tràng. Tình trạng lúc nhập viện của người bệnh là tỉnh, hơi bứt rứt,
thở nhanh, mạch 114 lần trên phút, huyết áp 75 trên 50 mm thủy ngân. Hỏi một là hồi sức nào dành cho bệnh nhân sau đây là không hợp lý? A là lập hai đường truyền tĩnh mạch với kim 16 cờ. B là xin máu ngay không cần chờ kết quả công thức máu. C là truyền cùng lúc dung dịch tinh thể và dung dịch cao phân tử để nâng huyết áp. D là thở oxy qua cannula 4 lít trên phút ạ. Bạn nào trả lời giùm mình câu hỏi này được không ạ? Nào muốn trả lời thì cứ bật mic lên trả lời giùm mình. Dạ, xin chào mọi người ạ. À, mình là Đức Bình, học lớp IK 18A1 ạ. Theo mình nghĩ câu 1 là mình sẽ chọn là câu C ạ. Vì là mình có xem qua tài liệu thì có thông tin như là nếu mà truyền dung dịch cao phân tử thì bệnh nhân có thể gây bị tổn thương thận cấp, gây tăng tỷ lệ tử vong. Dạ, cảm ơn bạn Bình ạ. Câu trả lời của bạn chính xác rồi ạ. Và giải thích cũng rất chính xác ạ. Cảm ơn bạn ạ. Mọi người có thắc mắc gì câu này không ạ? Nếu không thì ta đến với câu hỏi thứ hai. Đó là mức HB cần đạt khi truyền máu cho bệnh nhân trên là bao nhiêu? A là HB lớn hơn 7 gram trên delit. B là HB lớn hơn 8 gram trên delit. C là HB lớn hơn 9. Và D là HB lớn hơn 10. Bạn nào trả lời có thể bật mic lên nói ạ. Các bạn còn online không ha? Dạ còn đi. Dạ, có bạn nào có đáp án cho câu hỏi này chưa ạ? Ok Vy ơi, em Yến Vy đúng không em? Dạ dạ anh ạ. Em chuyển lại host cho anh đi. Bạn Thảo Duyên ạ. Dạ rồi anh ạ. Rồi các bạn thấy slide chưa hả? Dạ thấy rồi anh. Nghe rõ chưa? Dạ rõ. Nghe rõ. Rồi bây giờ anh hỏi nè, những bạn khác còn online không? Dạ còn anh. Dạ còn ạ. Dạ còn anh ạ. Dạ còn ạ. Rồi ok. Ok ha. Thì đầu năm mới thì cũng chúc các bạn năm mới sức khỏe ha. Thì như thế này. Chứ anh nhận xét trước, rồi tính nữa anh sẽ đặt câu hỏi cho các bạn. Trước đó có bạn nào muốn đặt câu hỏi cho nhóm trình chuyên đề không? Dạ em có câu hỏi anh sang. Ừ. Mình muốn hỏi nhóm trình chuyên đề là ngoài những cái chẩn đoán phân biệt các bạn nêu ra thì mình có cần chẩn đoán phân biệt với các bệnh lý gây xuất huyết tiêu hóa ngoài vết dạ dày tá tràng ra hay không, với lại là mình sẽ chẩn đoán phân biệt với xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tim mạch cửa như thế nào?
Còn một câu rồi, còn bài nào nữa không? Dạ em có câu hỏi anh. Em nói em muốn hỏi là em có đọc trong sách như là nói là xuất huyết tiêu hóa trên do loét dạ dày tá tràng là rồi, sách từ sách nào em ơi, từ sách nào. Dạ em đọc cuốn sách nha, lâm sàng nội khoa y 6 của y dược thành phố Hồ Chí Minh ấy. À rồi. Dạ trong đấy họ có nói là xuất huyết tiêu hóa trên do loét dạ dày tá tràng thì khi trời trở lạnh thì nó sẽ bị đau ấy, thì em muốn hỏi là nguyên nhân tại sao lại như vậy. Rồi tiếp còn bạn nào không ạ? Còn bạn nào đặt câu hỏi nào không ạ? Rồi nếu không có giờ bây giờ này các bạn trình chuyên đề đó, các bạn trả lời được hai câu này không? Dạ em chào mọi người ạ. Em xin giới thiệu em là Bảo Trân, hiện đang học lớp IK19A1. Em xin thay mặt cho nhóm trình chuyên đề trả lời câu hỏi thứ nhất của anh Bình, đó là làm sao để chẩn đoán phân biệt giữa xuất huyết tiêu hóa trên do loét và do tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Thì đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu về tiền sử bệnh của bệnh nhân để xem là bệnh nhân có gặp các vấn đề về gan hay không. Từ đó thì chúng ta có thể chẩn đoán giữa loét và giữa nguyên nhân loét và nguyên nhân tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Giải thứ hai là thông qua cận lâm sàng, thông qua nội soi thì chúng ta có thể thứ nhất là chúng ta nếu mà bệnh nhân bị loét thì chúng ta sẽ có thể là chẩn đoán được là do loét hay là do tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Cái thứ hai nữa cái nữa đó là khi trong quá trình mà chúng ta thăm khám thì chúng ta có thể nhìn bệnh nhân để phát hiện ra những cái triệu chứng cơ năng cũng như là thực thể, ví dụ như là đối bệnh nhân tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì tĩnh mạch cảnh sẽ nổi rất là rõ, động mạch cảnh sẽ nổi rất là rõ, hoặc là bệnh nhân gặp những cái vấn đề về gan thì sẽ có các biểu hiện như là vàng da mạc, vàng niêm mạc vân vân. Dạ em xin phép hết ạ. Rồi Nguyễn Đức Bình đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Em chấp nhận câu trả lời đó của bạn không? Dạ mà em thấy là ngoài tăng áp lực tĩnh mạch cửa do bệnh gan thì ngoài ra thì em còn thấy ngoài bệnh gan ra thì một nhiều nguyên nhân gây tăng áp lực tĩnh mạch cửa khác ngoài nguyên nhân ngoài gan. Rồi. Dạ, em muốn nhóm trả lời là ngoài bệnh gan ra thì còn có nguyên nhân nào khác gây tăng áp lực tĩnh mạch cửa mà mình cần phải phân biệt không? Sao em trả lời được không em? Bảo ơi. Dạ không ạ. Không là không có, là không trả lời được. Dạ thưa anh là em không trả lời được ạ. Rồi ok cái đó để đó. Tiếp rồi câu thứ hai các bạn có trả lời được không? Dạ em xin phép được trả lời ạ. Em nói đi Vy ơi. Khi mà trời lạnh đó thì người bị loét dạ dày tá tràng thường bị đau hơn là vì khi trời lạnh thì máu có xu hướng được chuyển ra ngoại vi để có thể giữ ấm cho cơ thể và dồn về tim phổi nhiều hơn. Với lại sau khi ăn máu sẽ dồn về dạ dày để cho việc tiêu hóa. Và khi đó thì máu sẽ rút ra khỏi dạ dày làm chậm lại quá trình tiêu hóa, có thể gây ứ động thức ăn và dịch vị, làm tăng nặng cái tình trạng loét dạ dày và gây đau dạ dày.
Ngoài ra thì khi mà nhiệt độ giảm thì cũng làm gia tăng lượng histamine ở trong máu, khiến dạ dày bài tiết nhiều dịch vị và co bắp mạnh hơn. Mà nên do đó mà khi trời lạnh thì bệnh nhân sẽ bị đau. Em xin hết ạ. Ok. Vy ơi, được không Vy? Chừng. Dạ được anh. Rồi, có bạn nào đặt câu hỏi gì nữa không? Rồi, nếu không bạn nào đặt câu hỏi thì ok, bạn này sẽ sửa sửa cho các bạn. Anh nhận xét trước ha. Thì hồi nãy các bạn có ba bạn trình bày đúng không? Bạn đầu tiên là bạn Hoài đúng không? Bạn Hoài còn ở đây không? Dạ em tên Quang À, Quang hả? Không phải ạ. Hoài. À, em rồi, bạn thứ hai là bạn Mỹ Duyên hả? Đúng không? Dạ Thảo Duyên ạ. Thảo Duyên, à Thảo Duyên. Thảo Duyên, bạn thứ ba là bạn Yến Vy. Dạ vâng ạ. Thì nói chung á là các bạn mới trình chuyên đề thôi, không đòi hỏi các bạn đặt nặng cao giống như là một người có kinh nghiệm lâm sàng, với lại các bạn chưa đi lâm sàng nhiều á, nên đối với các bạn trình bày và các bạn sàng slide được bài này thì ok, được, không sao hết đó. Còn những cái mà nói thêm hay những cái nói cho chúng ta nắm rõ hơn, hay là những cái gì có giá trị trong một cái slide á, thì cái đó thì cho các bạn dần dần có kinh nghiệm các bạn mới biết thôi, còn bình thường thì các bạn sẽ không biết, vì trong sách thì rất là đại trà, biết là rất là nhiều nhưng mà nó không xong, không nhấn ý cho các bạn. Nhưng mà anh đánh giá đối với cái bài này ha, thì các bạn làm rất là ok đó. Cái nhất, cái thứ hai á là trình bày cũng ok, biện cái thôi là bạn ngoan á, trình bày lúc đầu hơi nhanh, nói hơi nhanh ha, nhanh quá đu không kịp luôn, nhanh hơn cả anh nữa nha, lắng em rút kinh nghiệm. Cái thứ hai á, tụi em làm slide á, tụi em để ý cái là tụi em không được làm, tụi em đừng dùng phông chữ này nha, tụi em dùng Arial ha, tập cho các bạn luôn để sau này các bạn có làm slide thuyết trình, hay là sau này các bạn có thể học cao hơn, các bạn làm một cái bệnh viện nào đó mà các bạn phải trình chuyên đề đó, các bạn nhớ ha, phông chữ vào Arial đó. Đó thì một cái các bạn điều chỉnh lại cái chỗ này luôn ha, phông chữ nè, thứ hai á, hình thì các bạn có để cũng được, tiêu đề thì các bạn phải để ở giữa đó, logo các bạn để đến góc cũng được, tiêu đề các bạn giữa và chỗ này ha, các bạn phải để được người trình bày ha, người trình bày là ai đó. Trình bày là ai á, trình bày là các bạn Thảo Duyên nè, các bạn Ngoan nè, các bạn Yến Vy đúng không? Đó. Rồi nếu mà các bạn có hướng dẫn á, hướng dẫn biết các bạn là bác sĩ nào đó hay là ai đó đó đó, thì các bạn ghi thêm vô. Ha. Thì đó nó là cái form của bạn là như thế này. Anh sẽ chỉnh sửa cho các bạn hết luôn đó. Đó thứ nhất. Cái thứ hai, ok, bây giờ mình đi từng cái ha. Bây giờ về cái định nghĩa này thì đúng rồi, các bạn lưu ý một cái bệnh học nào đó, một cái bệnh nào đó, bất kỳ một bệnh nào ha, cả bệnh tiêu hóa, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp hay là bệnh thời tiết niệu, thì có định nghĩa rất là quan trọng. Vì á, nếu các bạn chẩn đoán một cái bệnh gì mà mình lệch đi cái định nghĩa thì cái bệnh đó không đúng nữa đó. Muốn gọi là xuất tiêu hóa thì là thì phải có máu chảy trong lòng ống tiêu hóa đó, máu chảy trong lòng đó, và nó biểu hiện ra bên ngoài bằng cái gì đó. Muốn có xuất huyết tiêu hóa thì máu phải chạy trong đường tiêu hóa, là bây giờ nó không phải chạy lòng tiêu hóa, nó từ đường hóa nó đi ra thì sao, thì đâu gọi là xuất huyết tiêu hóa được đó. Nên cái định nghĩa chúng ta phải nắm rõ chỗ này đó, định nghĩa các bạn đúng rồi đó. Vậy cái tình trạng xuất huyết tiêu hóa là các bạn biết là nó sẽ là nôn hơi khó, hoặc đi tiêu ra máu đó, nôn hoặc đi tiêu ra máu. Thường á, những cái gì ở phần trên á là đường tiêu hóa trên á, nó sẽ có cái tình trạng đó là co thắt, có thắt là ống tiêu hóa nó sẽ gây ra tình trạng nôn, còn đường tiêu hóa dưới nó sẽ có thắt, đường tiêu hóa dưới ra tình trạng đi đi phân nhầy. Đó là một người bình thường, một bình thường các bạn. Ví dụ các bạn chỉ có một bệnh tình trạng bị rối loạn chức năng thôi ha, tiêu chảy rối loạn chức năng, hay là bệnh lý rối loạn chức năng đường ruột thôi, hay bệnh lý rối loạn chức năng tiêu hóa thôi, thì biểu hiện lâm sàng là nếu mà đường trên thì đó là nôn, mà đường dưới đó là đi đi phân lỏng hay phân nhầy. Thì nếu mà kèm thêm máu thì nó là nôn ra máu và đi tiêu ra máu. Ok, đúng. Nhưng mà chỗ này các bạn phải lưu ý ha,
là các bạn phải loại trừ một số trường hợp nó cũng đi ra máu, máu nó đi ra từ đường tiêu hóa nhưng mà không phải là xuất tiêu hóa. Các bạn biết á, thường á, mà xuất tiêu hóa đường trên á, thường là do lết dạ dày, lết tá tràng hoặc là tăng áp bệnh cửa bởi dạng tình bệnh quản ha. Nó thường là vậy. Đường dưới á, thì có thể là do một cái viêm đại tràng xuất huyết, một cái polyp gì đó. Đó, viêm đại tràng xuất huyết, một cái polyp gì đó gây ra tiêu ra máu. Đó. Thì cái đó là hay gặp. Nhưng mà cũng có một số trường hợp bệnh nhân cũng là đi tiêu ra máu nhưng mà không phải là máu trong lòng, máu không phải là tình trạng xuất huyết tiêu hóa, tức là không phải bất thường mà mạch máu trong lòng vẫn tiêu hóa gây ra. Ví dụ bệnh nhân có một cái u nào đó, một cái u nữa và cái u nó có rỉ rạ chảy máu miết, bệnh nhân có đi tiêu ra máu miết đó, thì đó mình không gọi là xuất huyết tiêu hóa được ha. Đó thì đó một số trường hợp là trừ cho đó, cái này các bạn lưu ý. Góc thì vị trí của nó thì góc tái hồng xuất huyết tiêu hóa trên là tổn thương là bằng chứng có kết là đúng rồi, cái này không nói nữa. Nhưng mà các bạn phải đặt ra một vấn đề đó. Thì tại định nghĩa này các bạn phải đặt ra một vấn đề, đó là gì ha, đó là mình phân loại ra vị trí xuất huyết tiêu hóa. Mình học là bài xuất huyết tiêu hóa trên do lết thôi, nhưng mà mình phải phân loại ra vị trí xuất huyết tiêu hóa cho mọi người biết. Thì xuất huyết tiêu hóa là trên gốc chết là đường trên, dưới gốc chết là đường dưới. Nhưng mà bây giờ người ta không chia vậy nữa, người ta không chia vậy nữa đó. Người ta đang cố gắng để trong tương lai người ta chia xuất huyết tiêu hóa thành ba loại luôn. Một là xuất huyết tiêu hóa đường trên, đúng rồi đó, đường trên là tính từ gốc chết ha, tính từ cái góc này đó, tính từ góc này đi lên là xuất huyết tiêu hóa đường trên. Thứ hai là xuất tiêu hóa đường dưới, tính là người ta tính từ khung đại tràng. Đó, khung đại tràng là người ta bỏ cái ruột non đi các bạn, bỏ cái ruột non đi. Người ta xếp từ khung đại tràng đi xuống cái hậu môn, người ta gọi xuất tiêu hóa dưới. Và cái đoạn từ dưới gốc chết tới hết đoạn ruột non á, hậu tràng manh tràng hết đoạn ruột non á, người ta xem là xuất tiêu hóa ẩn giấu. Ẩn giấu là sao? Đó là không phải là mình nội soi đường trên không thấy, nội soi đường dưới không thấy. Người ta là xuất tiêu hóa ruột non. Đó. Mà bây giờ do nó chưa có một cái thuật ngữ nào rõ ràng chỗ cái xuất huyết tiêu hóa ruột non hết, và đang mong trong tương lai cái guideline mới nó ra nó phân loại chỗ này, thì người ta xem đó là xuất huyết tiêu hóa ẩn giấu. Tại vì sao không? Vì nhiều trường hợp bệnh nhân có tình trạng đi tiêu ra máu hay tiêu ra phân đen, nhưng mà mình nội soi đường trên, nội soi đường dưới cũng chẳng thấy vị trí xuất huyết đâu hết. Bệnh nhân cũng không có lấy dạ dày, bệnh nhân không có lấy tá tràng, bệnh nhân cũng không viêm đại tràng xuất huyết luôn. Đi đường dưới, đường trên cũng chẳng thấy gì hết. Vậy nó nằm ở đâu? Đó. Người ta lúc đó người ta mới tìm cách á, người ta soi cái lòng ruột non, người ta mới phát hiện ra có điểm xuất huyết tại trong lòng ruột non. Đó, sau đó người ta mới phân loại là chỗ đó là thành xuất huyết hoặc ẩn giấu, tức là sau đường trên đường dưới cũng không biết luôn. Thì để phát hiện chỗ này á, người ta thường sử dụng một cái viên nang nội soi các bạn, ở các bệnh viện lớn hơn á. Người ta nguyên tắc bệnh viện vùng phải có đó các bạn. Bệnh viện vùng là bệnh viện hạng 1 rồi. Đó, thì người ta có một cái gọi là viên nang nội soi, dùng trong những trường hợp là bệnh nhân sẽ nuốt cái viên nang đó, trong viên nang nó có camera, người ta sẽ quan sát nguyên cái đường ống tiêu hóa từ khi bệnh nhân nuốt, từ đường hầu họng vào thực quản xuống với dạ dày, xuống tá tràng rồi đi ra ngoài luôn. Đó. Đi ra ngoài luôn đó. Và người ta đi ra ngoài xong người ta bỏ viên nang đó, và người ta phát hiện được ở trong lòng ruột non có một vị trí xuất huyết đó. Thực ra nếu nội soi đường trên nha vẫn có khả năng phát hiện được một đoạn của ruột non, nếu có xuất huyết ruột non, vì cái ống nội soi các bạn nó dài tới 2 mét lận, ống nội soi nó dài tới 2 mét rồi ha, vậy là chúng ta có thể soi từ trên xuống dưới tới 2 mét và từ dưới lên trên tới 2 mét lận, nó không khảo sát hết được lòng ruột non thôi, nhưng mà vẫn có thể khảo sát được tới đoạn hồi tràng luôn á đó. Nhưng mà người ta không làm thôi đó các bạn ha, thì đó các bạn lưu ý đó. Thì định nghĩa chúng ta sẽ biết được là máu xuất huyết lòng ống tiêu hóa, biểu hiện nôn ra máu hay là đi phân đen đó, mà chia ra ba vị trí ha, trên dưới và ẩn giấu đó. Cái triệu chứng này á nó nhiều lắm các bạn, mà để như vậy á, thứ nhất á, bệnh nhân xuất huyết hóa là triệu chứng của mất máu cấp, chúng ta không có triệu chứng mất máu mạng. Bệnh nhân mà có biểu hiện triệu chứng mất máu mạng á, thường nó phải kèm theo một bệnh lý nào khác chứ không phải là xuất huyết tiêu hóa đơn thuần, các bạn hiểu không? Nếu một bệnh nhân
nó đặt ra trường hợp nếu các bạn, nếu một bệnh nhân có xuất tiêu hóa đơn thuần thôi, là bệnh nhân đang mất máu cấp, không có mất máu mạng, không có mất mạng các bạn, không có mất máu mạng ha, và bệnh nhân sẽ không có triệu chứng mất máu mạng đâu đó. Còn nếu bệnh nhân á, trên một nền bệnh nhân đang sơ gan rồi, bệnh nhân đang tình trạng thiếu máu do bệnh lý gan ban mạng tính rồi, bệnh nhân thêm xuất huyết tiêu hóa nữa thì đó là mất máu cấp trên nền thiếu máu mạng rồi đó. Còn nếu chỉ xét về bệnh lý xuất huyết tiêu hóa không, không bao giờ có tình có triệu chứng máu mạng hết đó, nên các bạn lưu ý chỗ này ha. Cái này chúng ta không có, không có nha, hoàn toàn không có, trừ khi có bệnh có tiền căn, không có tiền căn bó tay đó nha. Nhiều bạn đặt ra vấn đề là giờ nó xuất huyết tiêu hóa nhiều ngày, nó chạy rỉ rả sao anh đó. Nếu tình trạng máu bệnh nhân chạy rỉ rả biểu hiện lâm sàng là nó sẽ là có một tình trạng thiếu máu thiếu sắt, đúng rồi, nó cũng sẽ có một tình trạng thiếu máu thiếu sắt và thiếu máu mạng. Nhưng mà những bệnh nhân thường mà đi hồng phân đen nhiều ngày, bệnh nhân là nhập viện của mình rồi các bạn, không thể nào bệnh nhân ở ngoài cứ đi cọc phân đen miết mà bệnh nhân ở ngoài hết. Cái đó cái nhất. Cái thứ hai á, những bệnh vẫn có tình trạng nha, xuất huyết tiêu hóa mà là thiếu máu mạng, gặp trong một trường hợp là bệnh nhân có vị trí xuất huyết rất nhỏ và cái vị trí xuất huyết đó nó xuất huyết ra máu mình, nhưng mà máu nó không đủ để tạo thành phân đen, và chúng bệnh nhân vẫn đi phân bình thường, bệnh nhân vẫn bình thường mà chúng mà khi mà xét nghiệm công thức máu bệnh nhân lại ra tình trạng là thiếu máu thiếu sắt các bạn, thiếu máu không còn nhỏ nhược sắt luôn á đó. Và những trường hợp đó chỉ phát hiện bằng cách là chúng ta soi nội soi, hoặc là chúng ta làm một cái xét nghiệm, đó là tìm hồng cầu ẩn trong phân đó, chúng ta phát hiện ra thôi đó. Bình thường một xuất huyết hóa nhập viện không bao giờ là xuất huyết hóa mất máu mạng hết, đều là tình chứng mất máu cấp hết. Khi nào nó mất máu mạng á, một là kèm theo bệnh nền, hai là gặp cho tình trạng xuất huyết hóa ẩn dấu, đó là xuất huyết hóa rất nhỏ, không biểu hiện bằng triệu chứng lâm sàng, chỉ phát hiện bằng cận lâm sàng thôi. Các bạn lưu ý cho đó ha. Cái triệu chứng mất mạng này không có đó nè. Rồi bây giờ cái triệu chứng xuất huyết tiêu hóa nó nhiều lắm các bạn, thì chúng ta quan tâm đến cái gì đây, cái mục đích đây là cái slide của anh ha. Đây là slide của anh, thì cái mục đích của xuất huyết mục đích dựa triệu chứng để làm gì, để chúng ta dự đoán được vị trí xuất huyết để chúng ta coi cho cận lâm sàng, đó. Thì đối với xuất huyết tiêu hóa không cho tăng áp cửa nha, là do lấy là vậy cái chàng, hoặc là nói chung là xuất huyết tiêu hóa đường trên luôn đi, thì chúng ta có cái triệu chứng là tiêu phân đen, nôn ra máu thì chắc chắn đường trên rồi, anh nói là bất kỳ một xuất huyết tiêu hóa nào mà đang nôn ra máu chắc chắn đường trên, không giờ đường dưới được 100% luôn đó. Những trường hợp mà xuất huyết đường trên mà đường dưới chúng ta có thể nhầm, mà chúng ta phải dựa vào lâm sàng, chúng ta phải phân biệt nó để chúng ta có chỉ định cận lâm sàng cụ thể. Đó là gì? Đó chính là tính chất phân. Cái phân đen của xuất huyết đầu tiên nó về tính chất phân ha. Thì cái tính chất phân phân càng đen khi máu đi trong lòng ống tiêu hóa càng lâu. Đó, các bạn sự suy nghĩ, các bạn nghĩ đơn giản thôi. Phân nó càng đen khi dòng máu di chuyển trong lòng tiêu hóa càng lâu, do nó chuyển hóa hematin gì đó đó. Xin lỗi các bạn biết rồi đó. Đó. Thì thường thường bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa đường trên là tự thực quản hay là dạ dày hay là tá tràng đi đó, nó sẽ di chuyển dọc qua ruột non, dọc qua khung đại tràng ra hậu môn, thì thường ra tiêu phân đen đó. Còn đường dưới á, thường là do bất thường ở khung đại tràng thì nó thời gian trong lòng tiêu hóa nó ngắn hơn, nó thời gian hấp thu nó ngắn hơn, dẫn đến nó tiêu máu đầu tươi. Thì 85% bệnh nhân xuất đi tiêu máu đầu tươi là do xuất huyết tiêu hóa đường dưới. Vậy xuất huyết tiêu hóa đường trên có tiêu ra máu không, rồi tiêu máu đầu tươi không, thì có. Nó gặp trong 15% trường hợp còn lại là bệnh nhân bị rối loạn huyết động, tức là tình trạng xuất huyết tiêu hóa ồ ạt nha. Ví dụ bệnh nhân mất máu nhiều quá, có nhiều bệnh nhân, anh gặp có nhiều bệnh nhân đưa vô để nồi soi cầm máu xong vô máu trong nhìn soi xuống cái dạ dày, vừa xuống cái dạ dày vừa qua lỗ tâm vị thôi là một bọc máu trong cái dạ dày luôn đó, và bệnh nhân liên tục ra máu, đi cầu ra máu đỏ tươi đó và huyết động bệnh nhân không ổn định hết, luôn luôn tụt huyết áp, mạch luôn luôn nhanh đó. Thì đó là những trường hợp bệnh nhân 15% còn lại bệnh nhân tiêu ra máu đỏ tươi ở bệnh nhân xíu tiêu hai bên trên đó. Những trường hợp nào bệnh nhân không có tình trạng rối loạn huyết động nhưng mà vẫn có đi máu đỏ tươi nữa,
một trường hợp mà có thể trên lâm sàng các bạn biết, và khi mà các bạn gặp những trường hợp đó trên lâm sàng mà xuất huyết hóa, các bạn đi hỏi lên máu bệnh nhân không dòng máu đen đâu, không phải là phân đen hắc ín đâu, mà là phân đỏ tươi. Bệnh nhân kê vẫn phân đen, nhưng mà các bạn kê bệnh nhân á, lúc mà xối á, xối phân tại phân khi đi vệ sinh nó sẽ dính trên bồn, ngoài khi là đi nó sẽ dính trên bồn cầu, khi bệnh nhân xối nước á làm vẫn có dòng máu đỏ chảy ra, thì phân đó là phân máu đỏ sậm chứ không phải phân đen ha. Khi mà các bạn đi lâm sàng, các bạn hỏi kỹ tính chất phân bệnh nhân, các bạn hỏi kỹ là lúc mà chú xối hay cô xối cái phân đó thì nó có chảy ra máu không, nó có ra màu đỏ không, hay là nó vẫn đen như vậy mà nó đi xuống luôn. Nếu nó vẫn đen như vậy đi xuống luôn á thì đó là cái đó là cái phân đen rõ ràng rồi đó, là tức là nó nằm ở trong đường tiêu hóa rất là lâu rồi. Còn nếu mà bệnh nhân xối, bệnh nhân kêu là nhìn ra trong phân màu đen, nhưng mà khi bệnh nhân xối á nó vẫn có màu đỏ, vẫn có màu đỏ chảy ra, thì đó gọi là máu đỏ tươi các bạn. Cảm ơn, xin lỗi, máu đỏ bầm ha. Thì lúc đó mình không biết nó đường trên đường dưới đâu. Đó, không biết đường trên đường dưới đâu. Trường hợp nào mình có gặp vậy là trường hợp bệnh nhân cắt dài các bạn. Nó ở những bệnh nhân cắt dạ dày nha. Bình thường khi mà xuất tiêu hóa, máu từ lòng ống tiêu hóa chạy qua đường dạ dày á, thì cái lỗ môn vị nó sẽ có nhiệm vụ giữ máu lại. Đó. Bất kỳ một cái gì đi vào lòng tiêu hóa thì lỗ môn vị luôn luôn nó co lại, rồi nó mở ra ha. Nó co lại, nó làm nó chuyển hóa hết tất cả chất dinh dưỡng tại dạ dày có thể xảy ra đã, rồi nó mới mở ra để nó đi xuống. Thì máu nó cũng vậy. Thì nếu bệnh nhân bị cắt dạ dày, cắt đặc biệt là cắt 2/3 dạ dày, thì lúc đó không còn cái lỗ môn vị để giữ nữa, thì máu sẽ dễ dàng di chuyển xuống luôn. Thì những trường hợp đó bệnh nhân xuất huyết hóa đường trên, nhưng mà ra máu đỏ bầm. Máu đỏ bầm các bạn, không phải phân đen ha. Đó, là phân đen. Được chưa? Nên xuất huyết tiêu hóa đường trên nó có thể là phân đen, đỏ tươi, đỏ bầm đều có thể xảy ra luôn. Đều có thể xảy ra hết. Nhưng mà đi phân đen thì ít khi là đường dưới lắm. Đi phân đen thì ít khi đường dưới. À, nên các bạn lưu ý chỗ đó. Đó tính chất phân để các bạn nhận định được trên lâm sàng. Đó là đang nói triệu chứng cơ năng nha. Triệu chứng cơ năng thứ hai các bạn có thể phát hiện được trên lâm sàng. Đó, trên lâm sàng để các bạn hướng về vị trí xuất huyết để các bạn chẩn đoán, đó là triệu chứng về bệnh lý gây ra. Đó. Ví dụ mình đã nói bệnh lý dạ dày tá tràng thì chắc chắn bệnh nhân có triệu chứng của tình trạng loét. Tình trạng loét. Mà triệu chứng điển hình nhất của tình trạng loét là đau bụng, đau nóng rát, đau thượng vị gì đó. Đó, đau liên quan đến bữa ăn gì đó. Đó. Chứ nó không cần phải như thế này. Cái nôn ra máu này á là chắc chắn đường trên, không cần phải nói. Còn đi phân anh nói rồi ha. Đó, triệu chứng máu cấp. Triệu chứng máu cấp không phải là người bệnh nào cũng có. Và chúng ta không khám được hết tất cả triệu chứng này đâu. Thế anh sẽ giải thích. Chúng ta sẽ có triệu chứng cơ năng thứ hai, đó là triệu chứng của đây các bạn, đây triệu chứng cơ năng thứ hai các bạn sẽ có là triệu chứng của đau bụng và buồn nôn. Đó, đặc biệt là lấy dạ dày ha. Đó, bệnh nhân xuất ra do lấy dạ dày các bạn sẽ có triệu chứng cơ năng để các bạn nghi ngờ đó là bệnh nhân đau bụng, buồn nôn. Đó, đau bụng tính chất như thế nào thì bài lấy dạ dày các bạn đọc các bạn sẽ biết. Còn xuất huyết tiêu hóa dưới á, xuất huyết tiêu hóa dưới á, để phân biệt với xuất huyết tiêu hóa dưới ha, thì triệu chứng xuất huyết dưới nó cũng đau bụng, nhưng không phải đau thượng vị mà nó đọc theo dục khung đại tràng các bạn. Đó, khung đại tràng như thế nào thì mình các bạn ứng theo khung đại tràng, bệnh nhân sẽ đau theo khung đại tràng. Vì á, cái nguyên nhân hay gặp nhất của xuất huyết tiêu hóa dưới là viêm đại tràng xuất huyết chảy máu. Viêm đại tràng xuất chảy máu nó sẽ đau khu trú các bạn, nó xuất cái chỗ nào nó ứng chỗ đó nó đau. Đó, được chưa? Thứ hai á, cái tình trạng viêm đại tràng xuất huyết chảy máu á, nó gây ra một cái tình trạng thứ hai là đi ra phân nhầy, phân rất là nhầy ha. Phân rất là nhầy. Đó, nên á, dựa vào cả hai cái này. Đó, dựa vào triệu chứng lâm sàng nhé, đọc đúng là rất là đi tiêu, đi phân nhầy như thế này, rồi chúng ta có thể nhận định được đó là đường trên hay đường dưới. Đó. Rồi, khi mà xác định, các bạn xác định đó là đường trên rồi, thì các bạn dựa vào các triệu chứng của tiền căn để các bạn biết là nó là tăng áp cửa, nghi ngờ đó là tăng áp cửa hay là lấy dạ dày tràng. Nếu bệnh nhân á, tiền căn hồ sơ gan có các triệu chứng của hội chứng sưng tấy gan như là vàng da, sao mạch vân vân, bán bụng hoặc vàng da sao mạch, chán ăn gì đó vân vân, kèm theo các hội chứng của tăng áp cửa như là bán bụng nó chẳng hạn, mà bệnh nhân xuất tiêu hóa
đi ra phân đỏ tươi hoặc là bệnh nhân nôn ra máu thì các bạn nghi ngờ nhiều đó là do bệnh lý tăng áp cửa gây ra hơn. Còn nếu bệnh nhân chỉ là đau bụng lét, tiền gan lét thì chẳng hạn, đã từng bị HP điều trị rồi, ví dụ vậy, thì mình nghĩ nhiều đó là lấy dạ dày tới tràng. Thì đó là triệu chứng thứ hai các bạn có thể gặp trên lâm sàng. Rồi cái triệu chứng tiền căn mình cũng thể dựa vào đó để mình nghi ngờ đó, tiền căn có gì đó, tiền căn đã bệnh nhân đã từng vỡ giãn từ mạch thực quản rồi, thì trước đó là từng vỡ giãn thực quản khoảng 3 tháng trước rồi, thì đợt này có thể nó vỡ giãn tiếp. Tiền căn trước đó bệnh nhân là lấy dạ dày tới tràng, bệnh nhân bị đau khớp, đau khớp bị thoái hóa khớp hay là gút gì đó, không phải dùng NSAID, NSAID kéo dài kết hợp thêm corticoid nữa, thì ok một combo đó thì đi bệnh nhân suy hóa chất. Anh là từng sử dụng một combo đi từ vừa dùng corticoid vừa dùng NSAID và bệnh nhân và anh đi con phượng đen rồi nha, bị suy hóa rồi đó. Ít thôi nhưng mà có nhé các bạn, có các bạn nào muốn thử thì các bạn cứ cũng thử thì biết rồi. Được chưa? Đó thì tiền căn còn bên đó thì tiền căn chúng ta có thể dựa vào tiền căn chúng ta có thể gửi chúng ta nữa là xuất huyết tiêu hóa ở đâu. Đó là cái thứ ba các bạn khá thấy được trên lâm sàng. Rồi cái thứ tư các bạn có thể dựa đoán vị trí xuất huyết, đó là dựa vào xét nghiệm đó. Thì một cái xét nghiệm mà chúng ta hay dùng nhất để dự đoán vị trí xuất huyết đó là buông trên creatinine. Thì bất kỳ một xuất huyết tiêu hóa nào các bạn, bất kỳ một xuất huyết tiêu hóa nào đó, nó đều có nguy cơ gây suy thận cấp hết, gây tổn thương cấp hết, là do nó giảm thể tích, nó giảm thể tích tuần hoàn mà, nó là mức một cấp, nó là giảm thể tích tuần hoàn mà, nên bất kỳ một xuất huyết tiêu hóa cả trên cả dưới đều có thể gây ra tình trạng đó là tổn thương cấp, tức là đều gây ra tình trạng ure và creatinine tăng. Thì nhưng mà cái từ này xuất huyết tiêu hóa dưới á, thì ure và creatinine nó tăng cùng lúc, tình trạng nó buôn nó thường là bình đó, và xuất huyết tiêu hóa dưới ít khi nào mà gây ra tình trạng sốc lắm, nên buôn nó bình thường, còn đối với đường trên á, đường trên thường nó nguy hiểm hơn. Thì khi mà cái tình trạng xuất huyết tiêu hóa chỉ ra mức một cấp chỉ ra thì nguy cơ tổn thương cấp nó cao hơn, ure nó sẽ tăng, creatinine sẽ tăng, nó đến khi nào tỷ lệ buôn trên creatinine lớn hơn 31 á, thì mình nghi ngờ đó là một cái xuất huyết tiêu hóa đường trên. Tại sao buôn nó cao như vậy? Thì buôn nó cao do hai lý do thứ nhất là tổn thương cấp, lý do thứ nhất là tổn thương cấp thận không thải được, lý do thứ hai á, máu cũng là một protein ha, khi máu do đi qua lòng ống tiêu hóa nó sẽ được hấp thu chuyển hóa thành ure đó, máu sẽ được hấp thu chuyển hóa thành ure, và ure tăng, ure máu tăng thì là BUN nó sẽ tăng, nghĩa là buôn nó sẽ tăng đó, nên tỷ lệ buôn trên creatinine lớn hơn 31 là vậy. Khi em có dấu hiệu này, thực ra bất kỳ một cái tình trạng thiếu dịch nào nhé các bạn, bệnh nhân ăn uống kém, thiếu dịch, các bạn xét nghiệm ra chức năng thận ure luôn luôn cao. Ure mà cao chứng tỏ bệnh nhân có hai khả năng xảy ra, một là bệnh nhân bất thường một cái gì đó làm tăng azot máu, tức là tăng các nitrofibrotin trong máu lên làm cho ure tăng. Cái trường hợp thứ hai là bệnh nhân thiếu dịch, bệnh nhân thiếu dịch thì tình trạng ure nó tăng. Bất kỳ trường hợp nào ha, là hai trường hợp đó, thì khi có bun trên creatinine tăng á, thì các bạn nghi ngờ nó xuất huyết tiêu hóa đường trên ha, vì đường trên nguy cơ nó cao hơn, đường trên á, thì dòng máu đi qua lòng ống tiêu hóa nhiều hơn, nó hấp thu ure nó nhiều hơn. Được chưa? Đó là triệu chứng lâm sàng ha. Đó, nhắc lại các bạn ha, triệu chứng lâm sàng nôn ra máu thì chắc chắn là đường trên, còn đi tiêu máu đỏ thì 85% là đường dưới, còn đường trên á thì nó có thể là tiêu phân đen, tiêu máu đỏ tươi và có thể là tiểu máu luôn. Và đặc biệt đối với loét thì bệnh nhân ít khi nào mà có nôn ra máu, nó toàn đi cầu phân đen hay cầu đỏ tươi không, hay là cầu đỏ bầm thôi các bạn, ít khi nào mà đi nôn ra máu lắm. Loét là trừ khi là một ổ loét quá lớn ăn sâu vào động mạch. Em theo triệu chứng lâm sàng bệnh nhân là đau thượng vị, tiền căn bệnh nhân đã từng loét hay là thường NSAID rồi thì ok mình nghi ngờ một cái loét gì ta chạy xuất huyết các bạn ha. Rồi cái chỗ này ok chưa ạ, chỗ này ok để anh qua cái chỗ triệu chứng lâm sàng. Các bạn nào thắc mắc có chỗ triệu chứng lâm sàng là dự đoán vị trí xuất huyết không?
Alo. Dạ không ạ. Rồi bây giờ ha, anh sẽ nói tới cái bảng này của các bạn. Đó là cái thứ nhất, khi mà các bạn gặp một bệnh nhân suy tiêu hóa ha, các bạn phải là đánh giá tính chất phân lâm sàng, bệnh nhân có hướng gì không và tiền căn nào. Sau đó các bạn mới đánh giá mức độ tất cả những cái dấu hiệu của mốt ngón cấp này này các bạn. Và các bạn khai thác được á, mà các bạn ghi trong này á, là để các bạn phân mức độ bệnh của bệnh, mức độ nặng của bệnh. Một bệnh nhân xuất huyết hóa mà kèm theo thiểu niệu vô niệu, tức là kèm theo một cái suy thận cấp nữa, là bệnh nhân mức độ nặng chắc rồi. Đó. Da niêm nhợt nhạt thì hên xui, nhưng mà một bệnh nhân xuất huyết hóa mà giảm nhịp thở, thở nhanh nông thì mức độ nặng nó chắc rồi, ha. Các bạn mục đích các bạn đánh giá tình trạng ngón cấp này để phân loại mức độ bệnh nhân thôi. Thì nằm đây nè các bạn. Đó, nằm đây nè. Các bạn sử dụng bảng phân độ nào thì mình coi thử hội tiêu hóa Việt Nam sử dụng phân độ nào thì dùng phân độ đó, sử dụng sách cũng được, không sao hết, phân độ thì cũng gần như tương tương nhau, không ảnh hưởng gì hết bạn ha. Đó thì mình có 1 độ 1 độ 2 độ 3, mình có 3 độ các bạn, ít khi làm chia là 4 độ, giống như vậy lắm, mình chia ra thôi, nặng vừa nhẹ thôi. Tôi lấy cái cục trường đào Tây Nguyên đi thì á, những cái biểu hiện lâm sàng như thế này nè, những cái biểu hiện như là tri giác, lượng nước tiểu, nhịp thở, thể tích máu mất, lượng máu mất, đó, những cái đó nó không tương xứng với trên lâm sàng lắm. Lý do ha, lý do nha, lý do thứ nhất á, nhiều bệnh nhân mất máu rất là nhiều nhưng mà bệnh nhân cũng chưa rối loạn tri giác đầy. Thứ hai, đi nước tiểu nha. Mình vẫn có một cái thể đó là tổn thương đường cấp, thể không thiểu niệu. Thể không thiểu niệu các bạn. Đó, là bệnh nhân dù là bệnh nhân giảm thiếu tuần hoàn á, nhưng mà bệnh nhân vẫn đi tiểu bình thường. Mình có 1/3 trường hợp tổn thương đường cấp có dạng là thể không thiểu niệu các bạn. Các bạn cứ ly lên bệnh viện vùng, các bạn tìm bất kỳ bệnh nhân tổn thương cấp nào, các bạn hỏi đi, nhiều bệnh 10 bệnh hết 4 5 bệnh là đi tiểu bình thường rồi. Mà cre ure vẫn cao như thường. Đó, vì như thế nhiều bác sĩ là nhầm đó là bệnh thận mạng các bạn. Nó thực ra cũng là do tổn thương đường cấp. Đó. Anh có một ca, anh đã từng điều trị một ca hơn creatinine 4 chấm, tức là bệnh nhân đã vô bệnh, nếu mà tính CKD-AP á, tính mức độ cầu thận ước đoán á, thì bệnh nhân đã vô bệnh thận mạng giai đoạn 5 rồi. Và tuyến và bệnh viện trước người ta có chỉ định đặt cầu FEV để chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân rồi. Và bệnh nhân cũng đã được đặt cầu rồi các bạn. Đặt luôn rồi. Vô với tụi anh, anh nhìn cre, anh nhìn ure, anh thấy chẳng có bằng chứng gì nói bệnh nhân này tổn bệnh thận mạng hết. Xong anh điều trị bệnh nền, anh bảo bệnh nhân uống nước, anh điều trị hết tất cả những loại các bạn điện giải cho bệnh nhân. 5 ngày sau cre bệnh nhân xuống còn 1 chấm. Đó, các bạn thấy không, bệnh nhân vẫn đi, trước đó bệnh nhân đi tiểu đồ bình thường. Đó, bệnh nhân xuống 1 chấm. Đó là những sai lầm, đặc biệt sai lầm rất là cao và cả bác sĩ hiện tại vẫn mắc. Đó là chẩn đoán quá sớm bệnh nhân tổn bệnh thận mạng. Đó. Đặc biệt là khi thấy bệnh nhân còn nước tiểu nha. Đó. Nên nước tiểu cũng chưa chắc. Nhịp thở cũng chưa chắc nó đúng luôn. Vì nhiều bệnh lý là nó phối hợp luôn bệnh lý gì khác sao nhịp thở nó không đúng. Lượng máu mất, thể tích máu mất để các bạn ước lượng thôi. Cái đó không nói. Cái giá trị nhất ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa mà các bạn có thể dựa được ở các bạn để các bạn phân mức độ đó là mạch và huyết áp. Các bạn. Bất kỳ một tình trạng muốn có cấp nào, hai thông số ảnh hưởng đầu tiên đó là huyết động. Ảnh hưởng đầu tiên cho bệnh nhân là đó là huyết động. Tất cả các thông số như là huyết động nó sẽ thay đổi trước, sau đó nó mới ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Tại các bạn thấy không, mất máu đầu tiên là cái tim nó sẽ ảnh hưởng đầu tiên mà. Tiền tải nó giảm đột ngột thì tim nó sẽ ảnh hưởng đầu tiên, thì gây ảnh hưởng hậu tải luôn là tim nó, và từ hậu tải nó mới ảnh hưởng đến các cơ quan chứ. Tim bơm máu là các cơ quan mà đâu phải có cơ quan bơm máu tim đâu. Đúng không? Là khi mới tình trạng mất máu xảy ra thì ảnh hưởng đầu tiên là tim. Tim nó sẽ ảnh hưởng đến mạch và huyết áp. Tình trạng của lượng tim giảm thì mạch nó tăng lên để nâng huyết áp lên để tống máu ra nuôi các cơ quan. Đó là một cái sinh lý bình thường của cơ thể mình. Nhằm tăng cường tưới máu cơ quan, đó sinh lý bình thường cơ thể nha. Thì đúng là mạch huyết áp nó sẽ ảnh hưởng đầu tiên. Nên giá trị bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa mà đến các bạn sớm á, các bạn chẩn đoán mức độ các bạn vừa mạch và huyết áp.
thì cái không đổ không đổi này thực ra nó đổi á, nó gần như thế này các bạn, cái mặt á và huyết áp gần như thế này ha. Mức độ nhẹ thì huyết áp là mừng trên 90 mm thủy ngân nha, không phải lần trên phút nha, 90 mm thủy ngân nha, mặt thì dưới 100 đúng rồi. Mức độ vừa thì 80-90, xuống 70 thì nó là nặng quá rồi. 80-90 các bạn, mặt như đó. Và mức độ nặng á, thì là huyết áp là dưới 80 mm thủy ngân và nhịp tim là trên 120 lần trên phút, tương xứng vậy. Lượng máu mất cái tương xứng nó còn là 500 đến 1.500 và 1.500 luôn. Đó. Được chưa các bạn? À, các bạn lưu ý ha, cái bảng này nó sinh ra đây, cái bảng này nó sinh ra là dùng cho bệnh nhân không có tăng huyết áp nha các bạn. Lưu ý chỗ này nha các bạn, nhiều bạn bị chầm nha. Cái bảng này sinh ra dành cho bệnh nhân không có tăng huyết áp. Được chưa? Vậy nếu một bệnh nhân tăng huyết áp thì các bạn không dựa vào mức huyết áp của bảng này được. Đó. À, mà các bạn sẽ dựa vào phần trăm huyết áp giảm. Phần trăm huyết áp giảm là bệnh nhân giảm 30% so với hết giá trị huyết áp nền của bệnh nhân, thì bệnh nhân đó là vô sốc rồi, đó là vô mức độ nặng rồi các bạn. À, đó, lưu ý ha, cái bảng này lúc người ta nghiên cứu ra là người ta không nói về vì là bệnh nhân có chừng đó có tiền căn tăng áp không, bệnh nhân nói là bệnh nhân bình thường chỉ có suất tiêu hóa thôi, bảng nữa mới xuất hiện ra. Đó, đó lưu ý. Cái thứ hai á, tại sao ha, mình phân độ là mức độ độ nặng đi, mức độ nặng đó, nhưng mà cái tần số nó lại không giống nhau, có cái thông số ở độ 2, có thông số ở độ 1, có thông số ở độ 3. Mà vẫn phân, mà mình lại chẩn đoán độ 3, có nhiều thông số ở độ 2 hơn là độ 3 nhưng mà vẫn chẩn đoán độ 3. À, tại sao? Tại vì ha, nó có nhiều lý do ảnh hưởng. Lý do thứ nhất là ảnh hưởng là do tiền căn bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có tiền căn tăng áp hay là tiền căn bệnh vành chẳng hạn, bệnh nhân đang sử dụng một thuốc hạ áp và hoặc là bệnh nhân đang sử dụng thuốc làm dập nhịp tim, thì lúc đó mặt huyết áp nó sẽ không giống, không giống những cái gì bình thường của bệnh nhân. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình đang liên quan đến điều trị của tuyến trước nữa ha. Nếu tuyến trước bệnh nhân vô, bệnh nhân đã xả dịch đầm mầm rồi, người ta đã xả dịch đầm mầm rồi, người ta không phục hồi được, người ta không nội soi, người ta không cứu, không làm cho bệnh nhân hết sốc được, người ta chuyển lên tuyến trên, thì lúc đó cái tình trạng này nó bị lệch luôn. Cái phân độ này, những cái dấu hiệu này nó bị lệch luôn ha. Được chưa các bạn? Đó, nên nhiều khi các bạn thấy tại sao trở lại phân độ 3 nhưng mà cái tàn dấu hiệu ở phân độ 2 là vậy. À, người ta dựa vào dấu hiệu nguy hiểm nhất, thì hai cái dấu hiệu đầu tiên là những mạch huyết áp á, sau đó các bạn mới dựng những cái dấu hiệu kia ha. Đó, nên chúng ta lưu ý chỗ này. À, những cái triệu chứng muốn mô cấp, các bạn khai thác mục đích để các bạn phân loại mức độ thôi. Đó, phân mức độ thôi chứ nó không giúp cho các bạn chẩn đoán xác định. Hồi nãy các bạn chia ra rất là nhiều chẩn đoán ha, chẩn đoán xác định, chẩn đoán mức độ, chẩn đoán nguyên nhân, chẩn đoán phân biệt và chẩn đoán biến chứng. Thì đã chẩn đoán xác định, các bạn dựa vào lâm sàng đã nghi ngờ nó là đường trên hay đường dưới, và các bạn dựa vào nội soi là tiêu chuẩn vàng. Đó, mình mới đặt ra như vậy ha. Các bạn khi các bạn học hay các bạn làm một bệnh gì, các bạn đặt ra bây giờ để chẩn xác định tôi làm gì để chẩn đoán xác định bệnh này. Đó, lâm sàng tôi phải khai thác cái gì, là lâm sàng tôi phải cho cái gì. Đó. Rồi, các bạn hiểu vấn đề chưa ha? Rồi, ok. Cái này nói rồi ha, không có. Rồi. Rồi, ok, các bạn đi đúng, không sai, đúng. Rồi, bây giờ chẩn đoán ha. Rồi, chẩn đoán xác định. Chẩn đoán xác định nói đó, dựa vào triệu chứng của đường tiêu hóa là nôn ra máu hoặc đi cầu, ra máu hay phân đen gì đó, kết hợp với lại triệu chứng của nguyên nhân. Mình phải dựa theo triệu chứng nguyên nhân, lúc đó mình mới có chỉ định cận lâm sàng. Các cận lâm sàng như công thức máu Bulgare đó là gì, chúng nó không dùng để chẩn đoán xác định. Các bạn mình phải phân ra nha, khi học chúng ta phải phân ra, hay là khi làm việc, khi học như vậy các bạn phân ra đâu là cận, đặc biệt khi là bệnh án các bạn phân ra đâu là cận lâm sàng để chẩn đoán xác định, đâu là cận lâm sàng để chẩn đoán nha, là các bạn chỉ dùng một lần, đâu là cận lâm sàng để các bạn theo dõi. Thì đối với bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa nha, để chẩn đoán xác định các bạn chỉ cần một cái cận lâm sàng duy nhất thôi, đó là nội soi tiêu hóa thôi, không có làm gì khác hết, đúng không? Các bạn đặt vấn đề đúng không?
để cho nó xuất hiện trước tiêu hóa, chỉ cần nội soi tiêu hóa rồi ra. Còn công thức máu bun creatinin bilirubin rồi vân vân, cái đó là các cận lâm sàng để theo dõi. Theo dõi gì? Theo dõi mức độ nặng của bệnh, theo dõi biến chứng bệnh. Chúng ta không dùng những cái đó để chẩn đoán, xác định bệnh. Đó, đó là thứ nhất. Hoặc là ví dụ hoặc là ví dụ các bạn một cái bệnh khác đi, đó là cái bệnh nào dễ gần các bạn thôi. Đó, đó là ví dụ lấy luôn luôn mũ bệnh tiêu hóa đi, đó là loét dạ dày, loét dạ dày HP, loét dạ dày HP dương. Thôi lấy cái sơ gan đi, để chẩn đoán bệnh nhân xác định là sơ gan, các bạn chỉ có một cái lâm sàng duy nhất thôi, đó là sinh thiết gan. Không sinh thiết gan không chẩn đoán xác định được. Nhưng mà nếu không sinh thiết gan chúng ta sao? Thì là chúng ta sẽ có dựa vào các triệu chứng lâm sàng của hội chứng suy tấu gan, hội chứng tái áp cửa, kèm theo các bất thường cận lâm sàng của hội chứng tái áp cửa như là bilirubin tăng, albumin tăng rồi vân vân, các bạn sẽ mới xác định. Rồi những cái xét nghiệm đó là các bạn sử dụng một lần duy nhất. Các bạn xác định được bệnh rồi thì thôi các bạn đâu có dùng nữa. Đó. Còn ban đầu muốn chẩn đoán chính xác được bệnh nhân có sơ gan không, các bạn phải sinh thiết ra mới biết là đây là sơ gan do gì. Sơ gan này do bệnh tự miễn, sơ gan này do viêm gan, hay sơ gan này do rượu. Các bạn phải sinh thiết. Hay lấy dạ dày tá tràng vậy, một cái lấy dạ dày do HP đi, các bạn muốn chẩn đoán xác định cái là lấy dạ dày HP, các bạn chỉ có nội soi hoặc là các bạn làm test hơi thở hay các bạn làm kháng nguyên HP các bạn mới ra thôi. Còn không thì sao biết được? Công thức máu không cho các bạn biết, chức năng thận chức năng gan không cho các bạn biết. Đó, mình lưu ý ha. Thì đó, mình đặt ra nè, bây giờ chẩn đoán xác định thì mình chỉ dựa vào cái gì? Đây, dựa vào cái gì? Đó là lâm sàng có nôn hoặc là đi cầu đã máu cộng với triệu chứng của loét dạ dày hoặc là tá tràng cộng với tiền căng. Cái này để chẩn đoán sơ bộ. Đó, trên lâm sàng mà bên trường mình sẽ có này nè, các bạn dựa vào này để các bạn chẩn đoán sơ bộ nè. Và các bạn dựa vào cận lâm sàng đó là nội soi dạ dày tá tràng, nội soi thực quản dạ dày tá tràng để chúng ta để chẩn đoán xác định. Đó, các bạn. Đó. Rồi. Bây giờ chẩn đoán nguyên nhân thì chúng ta nguyên nhân thì nhiều lắm. Đường trên thì Maroli West, vết dạ dày, ung thư cắt dạ dày. Những bệnh nhân cắt dạ dày á thì tại vị trí cắt á nó xuất hiện cái chồi mạch, nó cũng gây chảy máu rì rả các bạn, nó vẫn gây loét dạ dày, nó cũng gây suy tiêu hóa ha. Thì những cái nguyên nhân này các bạn cũng chỉ dựa vào cận lâm sàng đó là gì? Lâm sàng các bạn đó là nội soi. Đó. Các bạn chỉ nói nguyên nhân. Tại biết sinh viên thì các bạn đòi hỏi nhiều hơn đó là việc là nguyên nhân là do gì, do loét dạ dày, loét tá tràng hay là Maroli West, cũng là dạy ha, hoặc là một cái đã cắt thực quản hình thành mà các chồi mạch ở ngay thực quản, đã cắt dạ dày hình thành các chồi mạch dạ dày gây xuất huyết, đó là sinh viên các bạn sẽ đòi hỏi, thầy cô các bạn đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng mà khi mà các bạn làm lâm sàng á thì các bạn không cần nó, tại vì tất cả những cái gì mà xuất huyết tiêu hóa liên quan đến loét chồi mạch Maroli West chị lấy cái chàng các bạn điều trị như nhau, nghe không hết? Đó đâu phải là Maroli West các bạn điều trị khác đâu, đâu phải là nó do là xuất hiện cái chồi mạch gây loét cái tại vị trí cái chồi mạch chỗ nối chỗ khâu dạ dày đó xuất hiện cái chồi mạch mà nó loét ở vị trí đó thì cũng là loét, loét dạ dày cũng là loét, loét tá tràng cũng là loét, thì đâu khác biệt đâu, điều trị như nhau các bạn. Thì đó các bạn ha. Nên cuối cùng cái này các bạn cần nội soi thực quản dạ dày tá tràng. Đúng chưa? Đó. Rồi có phải không? Có phải các bạn chỉ cần nhiêu đây để các bạn chẩn đoán được không? Chẩn đoán được hãng này không? Ok. Ok ha. Chẩn đoán phân biệt
chẩn đoán phân biệt thì xuất huyết tiêu hóa các bạn phân biệt với gì? Xuất huyết tiêu hóa các bạn không phân biệt với nôn ho ra máu, xuất huyết tiêu hóa các bạn không phân biệt với lại chảy máu cam. Cái chẩn đoán sơ bộ các bạn á, các bạn đã bị hiểu nhầm giữa giữa chẩn đoán phân biệt và phân biệt các triệu chứng. Mình đang bị hiểu nhầm nha, các bạn hiểu nhầm nha. Ví dụ hôm bữa lúc mà anh trao đổi với bạn, có một bạn hỏi anh về đông ngực á, có một bạn hỏi anh về đông ngực á, chẩn đoán là một cái bệnh nào đó chứ không phải là một triệu chứng. Chúng ta không có phân biệt với triệu chứng ho ra máu, không có phân biệt với triệu chứng đó là chảy máu cam. Đó, các bạn hiểu vấn đề không? Mình đặt vấn đề nè, một bệnh nhân vào viện mình có tình trạng là máu đi ra từ đường miệng. Các bạn khai thác lâm sàng, các bạn thấy nó không đi ra, nó không đi cầu phân đen. Các bạn khai thác lâm sàng, các bạn soi hồng họng, nó cũng không thấy máu hồng họng luôn. Đó, các bạn không biết ở đây là máu ở phổi. Các bạn khám phổi cũng chẳng cái gì, khám tiêu hóa cũng chẳng cái gì vậy. Các bạn không biết đây là máu ở phổi hay máu ở tiêu hóa. Thì các bạn phải phân biệt đó là xuất huyết tiêu hóa trên. Các bạn nghi ngờ xuất huyết tiêu hóa nhiều hơn thì phân biệt với một cái lao phổi chẳng hạn. Phân biệt với một cái hẹp hai lá. Phân biệt với một cái thuyên tắc phổi chẳng hạn. Phân biệt bệnh đâu có phân biệt triệu chứng đâu. Đó là trường hợp các bạn không cái bảng mà cái triệu chứng nôn ra máu, ho ra máu, chảy máu cam, đó là các bạn để cho các bạn học để các bạn lên lâm sàng, các bạn hỏi bệnh nhân để có biết ở cái này không phải là chảy máu cam rồi đó, ở cái này không phải là ho ra máu rồi đó. Chứ không trong hồ chứ trong giấy tờ hay là trong bệnh án các bạn không có cái này. Không có cái này nha, không có cái này, chúng ta không có phân biệt triệu chứng nha. Phân biệt triệu chứng là phân biệt trên lâm sàng. Còn khi các bạn đặt bút ghi triệu chẩn đoán không có chẩn đoán triệu chứng, các bạn có thể ghi là gì đông ngực chưa rõ nguyên nhân theo dõi một cái hội chứng bình cấp, chứ không phải là đông ngực không rõ nguyên nhân để im dậy. Hay là đông ngực chưa rõ nguyên nhân theo dõi một cái viêm đông ngực bằng phổi do viêm phổi đó, do viêm phổi, bệnh lý của bạn là viêm phổi, các bạn sẽ cho đi chụp quang để các bạn phân biệt. Tương tự ha, được chưa các bạn? Nên chúng ta không phân biệt triệu chứng như thế này nha, không phân biệt cái này đây ha, không phân biệt cái này luôn, không phân biệt cái này luôn. Được chưa các bạn? Cũng không phân biệt cái này luôn. Được ha. Rồi, vậy chúng ta phân biệt với gì? Đó, phân biệt cái gì? Đó là triệu chứng của nôn ra máu và đi cầu phân đen. Đó, nôn ra máu và đi cầu phân đen. Vậy nôn ra máu chúng ta sẽ phân biệt. Bây giờ các bạn đang hướng là phân biệt. Chúng ta phân biệt. Đầu tiên các bạn phân biệt với là xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực từ mạch cửa, đúng chưa? Vậy các bạn phân biệt cái này bằng gì? Một á, bằng lâm sàng. Lâm sàng các bạn có gì? Triệu chứng của tăng áp lực từ mạch cửa, tăng áp lực từ mạch cửa. Rồi triệu chứng của xuất huyết quang và còn lâm sàng các bạn hiểu không gì? Nội soi. Nội soi được chưa? Đó, cái thứ hai các bạn không hiểu xuất huyết tiêu hóa do xuất huyết da dưới. Đó, thì các bạn cũng vừa vào lâm sàng một cái triệu chứng như là đi cầu ra máu đỏ tươi hay gì các bạn cũng không phân biệt được, phân nhầy máu căng và các bạn có cửa lâm sàng cũng là nội soi. Vậy ha, thì dựa vào để chẩn đoán ba cái
chẩn đoán nguyên nhân, chẩn đoán xác định, chẩn đoán biệt, một cái chẩn đoán lâm sàng duy nhất các bạn làm thôi, đó là nội soi này, đó là nội soi này, đó, đó là nội soi này. À, các bạn thấy không, tất cả đều là nội soi thôi, không có làm gì đó, không có làm gì khác luôn. Rồi, rồi chỗ này các bạn có hiểu vấn đề chưa? À, đó. Nên khi các bạn học bệnh lý nó cũng vậy, các bạn phải có được cận lâm sàng nào để các bạn chẩn đoán ra cái bệnh đó, cận lâm sàng nào để các bạn, đây đây là các cận lâm sàng chẩn đoán đây. Đó. Rồi tiếp, chẩn đoán mức độ, thì chẩn đoán mức độ, nếu chưa có cận lâm sàng sao? Nếu dựa vào lâm sàng thì nhanh nhất các bạn dựa vào mạch huyết áp thôi. Còn nó rồi các dấu hiệu khác như chi giác, nhiệt thở đồ đó nó có thể nó không đúng. Mạch huyết áp là cái những cái mà các bạn đánh giá khách quan nhất. Với điều kiện bệnh nhân không có tiền căn nha. Sử dụng thuốc và không có tiền căn tăng áp thì các bạn mới dùng các bạn đó được. Đó. Còn nếu các bạn sử dụng tiền căn, có bệnh nhân có tiền căn huyết áp thì các bạn không có sử dụng các bạn đó nha. Các bạn phải dựa vào mức giảm huyết áp bình thường so với huyết áp nền của nhân. Đó. Chứ không thể nào dựa vào các bạn đó được nha, các bạn nó lúc đó sẽ sai không đúng đó. Nên không phải là cái gì mà áp dụng được hết đó. Nếu không có lâm sàng và cần lâm sàng các bạn sẽ dựa vào là có thuốc máu thôi, đâu có gì nữa đâu đó, để các bạn phân làm mức độ đó. Thì một bệnh nhân nhập viện của các bạn á thì cái công thức máu này á là ngoài để các bạn chẩn đoán mức độ đó, một cái không cái thứ nhất để các bạn chẩn đoán mức độ nữa đó là nội soi, các bạn có thể chẩn đoán mức độ. Cái lâm sàng này ngoài cái mạch huyết áp còn một cái nữa các bạn, đó là tiền căn nền đó. Một bệnh nhân tiền căn với là suy tim, vừa suy tim vừa đột phành kèm theo xuất huyết tiêu hóa nữa thì bệnh nhân đó mức độ nặng hết. Các bạn thường hay dựa vào cận lâm sàng để các bạn phân mức độ, nhưng mà bệnh nhân vừa suy tim vừa tăng huyết áp kèm theo xuất huyết tiêu hóa là những bệnh nhân đó là mức là bệnh nhân mình đặt trong tình trạng là bệnh nhân nặng rồi các bạn, nặng rồi. Nó nặng rồi nha, không có nhẹ nữa nha. Hoặc bệnh nhân lớn tuổi quá rồi mà cảnh xuất huyết hóa là bệnh nhân nó cũng là nặng. Cái nặng này để cho mình biết làm gì? Để mình theo dõi bệnh nhân cho nó sát. Trên sách vở thì không có, trên sách vở không có, nhưng mà thực tế các bạn, những bệnh nhân này các bạn sẽ thấy đó, nó thể là nặng. Thực ra trong một cái sách nó có các bạn, cái sách của Đạo Huy Dược á, cái sách mới của Đạo Huy Dược á, nó sẽ nói các bạn là một số trường hợp không cần phải dựa vào các bạn phân độ mức độ này. Các bạn phân mức độ ha, là không phải dựa vào cái bảng này, mà các bạn có thể xem đó là bệnh nhân mức độ nặng. Nó bao gồm 6 cái bệnh, đó là bệnh nhân có tiền căn, bệnh nền nặng như là suy tim tăng áp, bệnh phổi tắc mạng tính, bệnh thận mạng. Cái hai, bệnh nhân lớn tuổi mà mức HB là dưới 10 đó. Cái thứ ba là bệnh nhân mạch huyết áp không ổn định, tức là bệnh nhân vô sốc đó. Năm ngoái anh của anh thi cuối khóa có một câu, đó là bệnh nhân suy tiêu hóa, thầy cô cho tất cả thông số đều nằm ở độ 2 hết, tất cả thông số của lâm sàng độ 2 hết, nhưng mà chỉ có một cái thông số lâm sàng là khác thôi, đó là bệnh nhân vô sốc dẫn đến tích. Và tụi anh và những ai chẩn đoán mức độ trung bình là sai, những ai chẩn đoán mức độ nặng là đúng. Thông số nằm trong mức độ trung bình nhưng mà bệnh nhân đã vô sốc rồi thì đó là mức độ nặng. Mức độ trung bình không có truyền máu, mức độ nặng có truyền máu các bạn. À, đó được chưa? Đó thì dựa vào chuyện căn bệnh nền nè. Cái thứ hai để các bạn phân lập chẩn đoán mức độ, các bạn dựa vào lâm sàng nó nội soi. Vì sao? Đây các bạn có khoảng bản phân loại Forest nữa các bạn. À, thì những bệnh nhân nào mà Forest nguy cơ cao đều là mức độ nặng hết. Mức độ nặng hết. Vì sao? Vì khả năng chảy máu cao, khả năng tái phát cao và tỷ lệ tử vong nó cao luôn. Đều là mức độ nặng. Đó, người ta xem những người nhân có nguy cơ cao, Forest nguy cơ cao đều là mức độ nặng. Và những bệnh nhân có Forest nguy cơ thấp là mức độ nhẹ đến trung bình. À, như vậy dựa vào cận lâm sàng, dựa vào nội soi chúng ta cũng có thể mất phân loại mức độ được đó. Và cái thứ ba cận lâm sàng thứ hai đó là công thức máu đó. Đó. Để cho nó mức độ thì các bạn, công thức máu này á nó không giống nội soi. Nội soi các bạn chỉ cần làm một lần và sau khi bệnh nhân xuất viện sau vòng 8 tuần hay là tới 3 sáng sau người ta nội soi là người ta kiểm tra mức độ tái phát thì họ không nói. Nhưng mà công thức máu này á
là các bạn đây là cái cận lâm sàng mà các bạn sử dụng để theo dõi. Theo dõi gì? Theo dõi tình trạng đáp ứng điều trị bệnh nhân. Một bệnh nhân ví dụ các bạn là nội soi cầm máu rồi nha. Nhưng mà nội soi cầm máu rồi, xong đầu tiên một hay sau các bạn làm phẫu thuật máu, các bên nó vẫn tuột, thì chứng tỏ một là bệnh nhân có một nguyên nhân gì đó làm mất máu tiếp. Hai, cái vị trí nội soi đó, cái vị trí cầm máu nó chạy máu lại, tức là nó tái phát rồi đó. Đó, thì cái công thức máu là một cái cờ lâm sàng để các bạn sử dụng để theo dõi bệnh, được chưa? Theo dõi bệnh. À, ngoài ra, đó, được chưa các bạn? Còn cái chẩn đoán biến chứng này á, chẩn đoán biến chứng á, thì bình thường một nhân sức tiêu hóa ít ra chẩn đoán biến chứng hết, ít ra chẩn đoán chứng á. Xuất huyết tiêu hóa, biến chứng của xuất tiêu hóa đây của các bạn bước ra thùng ổ loét. Thùng ổ loét là biến chứng của loét, không phải biến chứng của xuất huyết. Loét lâu năm tạo sẹo, đó là biến chứng của loét, không phải biến chứng của xuất huyết. Mình đừng có nhầm nha. Biến chứng của xuất huyết tiêu hóa là khác, biến chứng của loét là khác. Thì cái xuất huyết tiêu hóa là một biến chứng của loét vậy đó chàng. Đó, nên anh vì sao xuất huyết tiêu hóa do loét thì vậy người ta không chẩn đoán biến chứng là vậy các bạn. Vì xuất huyết tiêu hóa là một biến chứng của loét tại nhà tá tràng, chứ không phải là một bệnh riêng biệt. Tình trạng loét dạ dày tá tràng nó loét vào ổ, loét vào mạch máu nó gây xuất huyết tiêu hóa ha, nên xuất huyết tiêu hóa gọi là một biến chứng của loét dạ dày tá tràng. Các bạn có để ý nè, cái bài sơ gan á, thì cái xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tinh mạch thực quản là một biến chứng của sơ gan mất bù. Đó, biến chứng sơ gan mất bù chứ không phải là một bệnh lý riêng biệt, nó là biến chứng nhé các bạn, nó là biến chứng. Nên vì sao cái bài này không có biến chứng đâu, chúng ta không có chẩn đoán biến chứng. Thế này chúng ta không có. Rồi ngoài ra các bạn sử dụng còn làm thêm một số cờ lâm sàng khác, mình làm gì? Ngoài ra các bạn, ngoài chẩn đoán là các bạn phải gọi là tiên lượng bệnh, bao gồm tiên lượng tử vong, tiên lượng tái phát và tiên lượng tử vong. Mình đi học á, mình rất ghét cái phần này, hồi xưa anh cũng ghét lắm, rất ghét, gọi là căm thù cái phần này luôn các bạn. Đó là tiên lượng bệnh, căm thù của phần này luôn. Có biết tiên lượng đâu, không giờ biết tiên lượng, anh cũng không biết, hồi xưa anh cũng không biết, nhưng mà cái này là cực kỳ quan trọng ha. Tiên lượng bệnh ha, tiên lượng tái phát từ lúc ông các bạn cần làm sàng gì, các bạn có gần nội soi các bạn có phân, các bạn có red, các bạn có tiên lượng được. Cái thứ hai, các bạn sử dụng các cận lâm sàng để đánh giá thang điểm. Các bạn có rất là nhiều thang điểm trong xuất tiêu hóa, thì một trong những thang điểm mà người ta dùng nhiều nhất bây giờ và nó có giá trị cao nhất đó là thang điểm Glasgow Blackford bạn. Sử dụng thang điểm này để các bạn tiên lượng bệnh. Đó, thì trong thang điểm này nó có ngoài xét nghiệm công thức máu, nó có ure nữa sao á, anh không nhớ rõ lắm tại tiêu hóa nó không có mạnh. Đó, anh không nhớ bạn, thì các bạn có thể coi lại cái thang điểm này ha. Thang điểm này anh không nhớ rõ lắm nha. Đó. Vậy một cái chẩn đoán đầy đủ của bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa gì, đó là chẩn đoán sơ bộ dựa vào lâm sàng, chẩn đoán xác định dựa vào các cận lâm sàng nội soi, chẩn đoán nguyên nhân dựa vào nội soi, chẩn đoán phân biệt dựa vào lâm sàng và nội soi, chẩn đoán mức độ dựa vào nội soi, dựa vào lâm sàng, nội soi và công thức máu, cuối cùng là tiên lượng bệnh. Đó. Rồi. Vậy nếu đầy đủ một cái chẩn đoán các bạn á, thì nó đầy đủ nó sẽ là gì? Chẩn đoán đầy đủ ha. Nó sẽ viết cho các bạn một cái chẩn đoán đầy đủ. Xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng do loét dạ dày Forest máy. Nếu các bạn có kết quả nội soi nha các bạn, Forest 2
A đi chẳng hạn. Đó, mức độ nặng nè, mức độ nặng đó, forex 2A, được chưa? À, tiếp tục đó là nếu các bạn chưa rõ cái gì các bạn sử dụng nghi đây, nghi thì chỗ này không có forex. À, còn nếu các bạn chắc chắn thì các bạn bỏ lên luôn. Chưa? Trên bệnh nhân vết dày dày HB dương. À, xác định được xuất tiết tiêu hóa dựa vào nội soi, mức độ dựa vào nội soi và công thức máu và triệu chứng lâm sàng, do nguyên nhân gì dựa vào nội soi, mức độ forex dựa vào nội soi và trên nền một bệnh nhân gì đó. À, à thêm còn cái nữa các bạn, tái phát hay là tạm ổn nữa đó. Quên, anh quên còn cái này nữa các bạn. À, trên đó các bạn là xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng do lết dạ dày hay là lết tá tràng, forex máy đó, tái phát hoặc là tầm ổn. À, tái phát là sao? Là bệnh nhân đó đã được cầm máu rồi nhưng mà trong vòng 48 giờ bệnh nhân không đã được điều trị nội soi rồi nhưng mà trong vòng 48 giờ bệnh nhân vẫn còn tình trạng xuất huyết, vẫn còn HB vẫn giảm, có tốc máu vẫn giảm thì đó là tái phát. Còn tạm ổn là sao? Là bệnh nhân đã được điều trị cầm máu hoặc là không cầm máu. Sau vòng 48 giờ, 48 đến 72 giờ bệnh nhân hết đi cầu phân đen, bệnh nhân huyết động ổn định, bệnh nhân hết đi cầu phân đen. Còn thuốc máu hết tuột thì nó ổn định. À, được chưa các bạn ha? Đây là mũi trần đoán đầy đủ ha. À. Rồi. Ok ha, rồi đối với cái chẩn đoán này các bạn nào còn hỏi gì nữa không? Dạ, à, anh cho em hỏi là trên lâm sàng thì cái chẩn đoán là người ta hay dùng cái gạch chéo với cái gạch ngang thì em không có phân biệt được cái sự khác nhau giữa dấu gạch chéo với gạch ngang đó anh. Rồi, cái này là trường mình thôi em. Rồi. Rồi. Trường mình ha. Ra thực ra mấy trường luôn quy định như thế này. Nhưng mà sau này người ta không dùng nữa nhưng mà người ta quy định là cái dấu gạch ngang á. Dấu này ha. Thì dùng cho hai bệnh có liên có quan hệ với ngoại. Còn cái dấu này á là dùng cho hai bệnh không có quan hệ với ngoại. Cái này nhưng mà quý bạn nhân chưa biết đâu là nhân, đâu là quả. Rồi. Cái này là dành dạy. À, anh ví dụ nha. Ví dụ si đợt à, đợt cấp COD mức đợt cấp COD mức độ nặng nghi do viêm phổi do phế cầu. Đó. À, cái này khó. Là si tim EF giảm đi, ni 2 3 LAHA không có theo SC ni 3 gia đoạn C LAHA. Rồi một cái bệnh nhân khác là do bệnh tim thiếu máu cục bộ gạch ngang rung nhĩ. Viết như thế này là sao? Là viết như thế này á là mình biết cái CT máu giảm ni 2 gia đoạn C này là có nguyên nhân là bệnh tim cục bộ nhưng mà cái rung nhĩ này á không biết là suy tim này nó gây ra rung nhĩ hay rung nhĩ nó gây ra suy tim, hiểu không? Thì chúng ta sẽ dùng cái học cái gạch ngang này đó. Nhưng mà nếu bệnh nhân này có một cái đái tháo đường nữa, cái đái tháo đường này chẳng liên quan gì đến bệnh tim này hết á, thì chúng ta dùng gạch chéo. Ok, em hiểu không? Em hiểu không Bảo Như hả? Dạ em hiểu rồi, em cảm ơn anh. Đó, được chưa? Dùng dấu gạch ngang là khi không có hai bệnh không có quan hệ nhân, có quan hệ nhân quả nhưng mà không biết cái nào là nhân cái nào quả hết. Còn nếu em biết rồi thì đây, còn nếu chỗ này em cũng không biết luôn thì em cũng gạch. À. Đó, chỗ này không biết luôn là gạch thì thôi.